Bệnh giả vờ nhưng đau thật. Đó là một cách miêu tả về một bệnh lý đang được nhiều người quan tâm, đó là bệnh rối loạn cơ thể hóa. Thực chất đây là rối loạn tâm thần đa dạng biểu hiện chủ yếu bằng các triệu chứng cơ thể. Nếu bệnh kéo dài có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, do đó cần được phát hiện và điều trị sớm. Rối loạn cơ thể hóa là rối loạn được biểu hiện chủ yếu bằng các triệu chứng cơ thể. Người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi mãn tính, mất cảm giác ngon miệng hoặc triệu chứng dạ dày, ruột, tiết niệu. Các triệu chứng này rất đa dạng, thường xuyên biến đổi, ít nhiều chịu tác động của các yếu tố căng thẳng tâm lý. Bệnh nhân luôn tin là mình mắc một bệnh cơ thể thực sự, mặc dù đi khám bệnh và làm xét nghiệm nhiều lần đều cho kết quả âm tính. Khi đó bệnh nhân luôn bận tâm, lo lắng và đau khổ về các triệu chứng của cơ thể. Từ lâu rồi tôi bị mất ngủ, nó rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh, mệt mỏi phải đưa vào viện. Bác sĩ nói là phải vào viện về điều trị thì nó mới khỏi được. Thường là bệnh nhân sẽ có triệu chứng mất ngủ đầu tiên đấy. Sau đấy thì có những cái cảm giác rất là đa dạng. Bệnh nhân thì rất là lo lắng, than phiền về tình trạng đấy, luôn nghĩ rằng mình bị một cái bệnh nào đấy. Đã giải thích nhiều lần nhưng mà bệnh nhân vẫn không tin tưởng vào kết quả khám đấy. Nhiều khi người ta không biết là phải đến bệnh viện tâm thần để khám đâu. Nên là đến đây thì thường tiến triển nó cũng nặng rồi, mãn tính rồi. Nên là nếu mà những người bệnh mà có các triệu chứng trên thì nên đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần để được khám và tư vấn điều trị. Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này có liên quan chặt chẽ tới các stress tâm lý, lo âu, trầm cảm trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, số người bệnh mắc chứng rối loạn cơ thể hóa đến điều trị tại bệnh viện tâm thần ngày càng tăng, trong đó tỷ lệ nữ mắc bệnh nhiều hơn nam. Nhiều người bệnh đã đi khám chuyên khoa tại nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân, sau đó mới đến bệnh viện tâm thần. Tại đây, được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán, xác định, từ đó có phác đồ điều trị cho phù hợp, tránh cho người bệnh những tốn kém về thời gian, tiền bạc cũng như sự tiến triển nặng lên của bệnh. Thường các triệu chứng này thì nó có nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố stress tâm lý. Thì bệnh nhân đến đây thì căn cứ những cái kết quả khám của các bệnh viện chuyên khoa khác cho đi làm các cái trắc nghiệm tâm lý xem bệnh nhân có cái lo âu không, có cái trầm cảm không, làm những cái xét nghiệm điện não lưu huyết để căn cứ đấy thì sẽ kết luận xem là bệnh nhân có bị rối loạn cơ thể hóa hay không. Để mà tốt nhất thì nên nằm viện điều trị, bởi vì là bệnh nhân đi nhiều nơi rồi, lo lắng nhiều rồi, thì để mà ổn định sớm nhất mà nhanh nhất thì vào viện điều trị, thì có một cái khoa chuyên điều trị về lo âu, mất ngủ, rối loạn cơ thể hóa đấy, thì bệnh nhân sẽ được chăm sóc và theo dõi hàng ngày thì tiến triển bệnh nó sẽ tốt hơn. Rối loạn cơ thể hóa là một bệnh mãn tính, quá trình bệnh kéo dài nhiều năm và thường kháng trị. Đôi khi nhiều người mắc phải chứng bệnh này nhưng rất khó phát hiện, vì vậy việc điều trị trở nên chậm trễ và khá tốn kém. Các bác sĩ khuyến cáo khi có các dấu hiệu của bệnh cần sớm đi khám để có những tư vấn và phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời tăng cường sức khỏe thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, giảm thiểu các tình huống stress trong gia đình, công việc có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cuộc sống.